nước trong rồi đây. Hải diễn tắm nước trong mà sóng cũng to lắm. Đây. Đây là hàng dừa lên huyền thoại của bãi tắm Hải Tiến này. Chính xác là bãi tắm Hải Tiến có hàng dừa đẹp nổi tiếng thế giới. Họ đăng lên mạng là đúng bãi này này. Để xem anh em cứ để đồ đấy xuống xem ăn uống này. Anh chạm lên nhà nào? Cứ để đây cũng được. Cứ để đây xong 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 tính. Nhà có hai sân xanh đây không? Ra đoán ra đoán. Đến được. Bãi biển này nổi tiếng bãi dừa này. Hàng dừa. Bãi biển này đẹp mà. Đẹp lắm. Đây, bây giờ đang vào nhà khách sạn này rồi. Chuyên phục vụ ăn uống này, hải sản tươi sống. Đi nào mở cửa đi, xuống đi. Rồi, để chúng mở cửa. Rồi, ok. Ăn vào được không? Không, cứ để đấy đã. Cứ để đấy đã, sau tính sau. Bao giờ có phòng mới chuyển giờ ra là giờ. Cứ bình tĩnh đã. Cứ bình tĩnh đã đấy. Anh đâu khóa chặt xe mà làm được, mà đi đâu. Để tí đó. Cái quần áo tắm để đâu? Trước quạt cầm xuống. Chào bác. Nắng nhỉ bác nhỉ? Này nắng to rồi đấy. Rồi, cứ để đây ông chốc. Em tự vào ăn uống nữa xong mới. Lắng thật đấy. Cá ở đây nó to không? Cá thì cá, cá khúc to thì không ăn cá nhỏ. Cái nồi chứ không phải đĩa. Cái nồi mà lo đi, mình qua mà lo đi. Nó là bao nhiêu? Ghi tiền. Tưởng là ghi thành ba đĩa chứ sao ghi lòi cho. Ghi tiền, đây để xem. Tưởng ghi đĩa chứ sao ghi lòi. Người ta làm trên lồi lấu thì lồi 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 ga đấy. Rồi. Không được hỏi vì bên kia là ăn thành đĩa, kiểu như gọi là cái lồi nhỏ như cái đĩa nấu nhỏ. Thì đi từ hôm qua kia mà. Tôm hùm nướng, phô mai thì cái này theo size con đấy nhé, tức là loại cân 2-3 con. Thì cái này đang là gà thì là các bác phải đợi nhá, vì cái đấy phải chế biến thì nó nhiều nhiều các món thường. Tôm gì đi. Cái này chọn tôm hùm này. Tôm chiên đi xem như nào, cho nó như nào. Bao nhiêu tiền? Tôm gì thế ạ? Tôm đấy là nước. Tôm chảy cò. Em
Bác nghỉ trưa đi, xong rồi chiều em ấy cho, tí nhà em ấy cho. Để lưu em lưu lại cho bác là được, có một đòn mà. Canh Hà đi. Chiều chưa có cơ hội giao lưu lại với anh. Có Canh Hà không? Canh Hà không? Canh Hồng. Canh Hà cơ. À, đây mình ăn ở bên Quảng Ninh kia, Canh Hà ngon, mình vẫn nhớ, mình gọi Canh Hà. Canh cua đồng đi. Canh cua đồng cộng cả. Canh cua. Đồ cà phê. Cà phê muối này là không có bụi. Cà phê muối này là không có bụi. Cà phê muối đi. Đây bây giờ mới vào để nhận phòng. Nhưng bây giờ là 12 giờ chứ nhỉ? Hay bao nhiêu rồi? 31 mất bao nhiêu? 840. 840. Ok. Em xin cái số em vừa xin đấy nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn luôn được không? Đâu không nhỉ? Chắc là tầm 30 phút nữa mình xuống. Ừ, được. Rồi. Tất nhiên là phải đợi 3 phút rồi. Định bảo là gọi trước nhưng mà mình làm nhanh nhá. Bảo đặt trước nhưng mà người chưa biết loại nào ăn. Cứ làm sao để đồ ngon để lần sau mà vào là nhớ cái. Là đến đây trước xong mình lên tầng. Bọn này hay đi. Kể cả là quan trọng của khách sạn là phải ở sạch và ngon, thế thôi chứ còn mình lên phòng nghỉ rồi. Ok, đây cá đây, thiếu gì cá, thiếu gì câu mực câu cá đây. Mình trân trọng giới thiệu tất cả các bạn trên kênh YouTube của Viên Béo. Đây là mình đang có mặt ở biển Hải Tiến, vùng biển của Thanh Hóa, Hoàng Hóa Thanh Hóa nha. Đây là mình đang ở cái bãi biển đẹp nhất thế giới, có hàng dừa nổi tiếng Việt Nam cũng như thế giới. Đây, hàng dừa dài lắm. Không biết là bao nhiêu km, hình như là 2-3 km giờ, nhưng mà đây mình đang ở khách sạn này. Đã kết nối. Nguyên ơi. Đây. Em bảo đi thuê là thuê như này này, không phải thuê như kia đâu. Mình nói thế khó lắm, mình đây mình cho thuê hộ ấy. Không, chỗ đấy là đẹp mà, chỗ đấy phụ địa điểm vừa rồi. Đúng nhỉ, địa điểm gần ngay quay tắm ăn gì. Còn nếu mà thuê ở đây được thì là hôm nay thôi. Chủ nhật không bao giờ thuê được, chủ nhật là thuê hết rồi. Không, nhưng mà chủ nhật động đông đây. Đây là cửa biển con đâu, ngay sát chỗ đẹp nhất đúng không? Ừ. Xin chào mọi người nha. Trong xưa nó không có ấy. Nói là tại gia đình mình hôm nay đi biển trong gần biển Trung Dương như này. Đây là khu biển Hải Tiến, Hoàng Hóa Thanh Hóa nha. Ở biển này đẹp lắm, nước trong xanh, sóng to đẹp. Ừ, đẹp lắm ấy. Nếu có một lấy cam mà bay ở đây thì nhìn thì dám ăn đẹp luôn. Đâu? À, ừ nhỉ. Đi nó to gấp đôi con này. Ừ. Ăn ăn là bảo. Nhà anh đang muốn về, còn nếu không là ăn dê đấy, anh thích nào anh bảo nhanh thôi. Hả? Bây giờ chú cưới đi, bây giờ ăn dê không phải rồi. Không phải bởi vì là bảo lúc ý này, ý là không hả? Đang nói là cái bữa tối ấy, thì bây giờ lúc lễ là em vẫn dự định là sẽ về đến bữa về tối thì bây giờ ăn bữa trưa đã. Bữa tối thì ăn cũng ăn thì tính sau, sẽ về đến chỗ Tam Biệp Ninh Bình ăn thịt dê. Để chương trình như thế, nếu mà không ăn thì thôi. Đặc biệt là ăn thì dê ngon nhất. Nó cũng chỉ thế thôi mà. Là xong về. Thế thôi mà. Ừ. Không bảo thế được. Ông ý chị là không không đến bảo không về mua ăn. Thì nếu mà ăn thì không bao giờ về trước 10 giờ được. Nếu như thế là phải muộn. À.
Hiểu chưa? Một bữa cơm là sẽ mất một tiếng nữa. Chị là mai chị đi làm tùy thôi. Ai nhỉ? Vợ em đi làm. Đấy. Vợ anh Duyên đi làm. Cứ thế thôi, cứ thế mà làm chứ còn. Đây. Bắt đầu live. Live đang có mặt ở bãi biển Hải Tiến ở đây. Ở Hoàng Hóa Thanh Hóa nha. Mình đi từ bên Sầm Sơn sang bên Hải Tiến này để chơi. Chiều sẽ tắm mát. Nhiều thứ bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị sang Nga rồi nhá. Bánh bèo đi biển. Anh biết nó là biển em là gì? Đây anh xem. Gọi đi gọi đi. Ai? Quá thịt lợn à? Đây đặt cái thịt lợn đây. Cá này, tôm cá này, cá này. Mở cái lồi này bác lai các cái lồi đây, lồi này này. Mở ra cái lồi này bác lai còn cái gì đây? À, gì nhỉ? Măng à? Măng với cá. Lên em mua hai bữa rồi. Kinh cua. Ngày đâu? Ngày hôm qua ở bên kia. À, thế thì... Bây giờ cứ ngồi ở đây. Được, cũng được. Đây, ngồi đây, ngồi đầu chứ. Trên cái này. Trên này. Đây, đúng rồi. Tôi để cho tôi rẻ bát công cái gì. Gọi Hiến. Đặt bát ra lau đi ô. Ăn nhanh đi ngồi. Xong rồi mãi chiều tắm, 5:30 tắm xong rồi mai về. Ở lúc ngày nay đêm nay đây. Nghĩa là đã thích thì đúng không? Nếu ở đêm nay nữa thì thích lắm. Chơi một tối nữa thì sướng lắm nhưng mà hơi lâu. Đi cả đến đêm thứ ba là hơi lâu. Được rồi, cho bọn kia nước đi. Cả nước thì thôi. Không, à, có nước à? Thôi thì đâu. À, có nước. Có chưa? Có nước đang trong báo. Bảo lấy nước gì uống nhá, lấy nước gì vào đi. Đấy, bảo nước gì nó có. Cho vào đá vào đi cho mát. Ôi hiển đâu gọi anh không ngay. Không ngủ có được gọi mà. Cứ bảo không gọi như đúng ra là phải gọi đi. Chả có bao giờ vớ vẩn kìa. Bây giờ nó đưa đi mình cứ gọi bình thường. Sao vớ vẩn gì? Anh bảo đang nhẽ không phải gọi mình. Ai bảo đang nhẽ không phải gọi? Ai bảo thế? Mồm quả thôi. Thế em phải bảo anh không phải. Mày nói thế còn gì? Thôi. Chú ý rồi đấy. Ăn con ông đi. Chờ thằng chú.